công tử. Tiểu thư, trong tình cảnh này mà tiểu thư còn gọi tôi là công tử, sao tôi nghe chua chát quá. Công tử còn giận? Tôi đâu dám giận, mà làm sao tôi giận được. Trước tâm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa cơ, đã trái tâm lưu lạc giữa vòng trần, trong cuộc đời giá trá bạc đen đã quá nhiều. Tôi vẫn còn tiểu thơ là một cách tri âm, cư xử với tâm chân tình xoa dịu niềm đắng cay. Là kẻ trăng tay nên tôi đành ôm hận, chờ trời quốc hợp quái. Tiểu thơ ơi, tôi vẫn còn ăn nở thân nghĩa, tiểu thơ đáp tạ mấy cho vừa. Muốn nói nhưng sao cứ nghẹn lời, biết bao giờ mới trả xong. Rồi với những trang nghĩa phụ ngày xưa đã cắt tóc ban mấy tiền tiền chồng lai chính nâng lên cây mô hầm trang trang chứ được tâm tình và số bạc buồn em đã chắc chiêu trong những ngày nắng. Cần đưa tiền trẻ đắng trên người đắng vào tay ai tâm sự của em mình. Em đã dám giờ khơi hôn lên bên cầu vượt qua vì nắng nghĩa thương mừng qua dòng lệ giáo thị bạn hộ nên đời làm đàn nhất tông tổ. Em không dám mong cùng ai vui đảo sớm tình, nếu chàng còn nghĩ chút hơn thì sẽ có chơi cha em mày nhẹ điều ân quá. Quỳnh tình nàng tha thiết qua, biết nói gì đây khi mình vẫn trắng đôi tay. Trần lá ngôi cột cây là chiếc áo một cách bằng tơ năm xưa. Lòng thầm nguyện cho ai lập được chớ công danh, chạm thần trong mong mai chập chờn bên anh lừa. Ô rô rô
bình ngao. Những vật trao tay ta nghẹn ngào muốn khóc, rừng rực lửa yêu đương ta nguyện cùng ai thề giữ vẹn chứ chung tình. Từng nắng hoang thời nhiên ngủ tôi với nhau già quỳnh ngơi. Sự bất nghĩa của cha em dĩ như ngọn đồi hèn mòn, còn tình của em thì cao vời vời như ngọn thái sơn. Cay đắng ngày nào không còn nữa trước tâm chân tình cao cả của mình. Buổi tiễn đưa sao quá nhiều bình tĩnh, xúc động nào làm cho lệ rưng rưng. Kể từ đây cho đến ngày nhắm mắt, đời đã trao ta xin nguyện giữ vẹn hương thề. Tạm biệt.